một gốc linh dược, giống như hoa không phải hoa, giống như thảo không phải thảo, cô cũng không phải gỗ, có tam xích đến cao, lượn lờ mềm mại, sáng rực sinh trưởng. Nó ngưng tụ bất hủ thần tính, quanh thân còn bao quanh từng tia từng sợi tiên quang, phi phà mà thần dị. Tại nó bên cạnh, còn có một ngụm linh tuyền, dâm dầm rúng động, chảy ra nước suối đều bị linh dược hấp thu. Ở đây người đều nín thở, trước mắt một màn này thực sự quá kinh người, chưa bao giờ thấy qua dạng này cảnh tượng. Một số người tâm thần lướt động, ánh mắt hừng hực bởi vì bọn hắn nhận ra đây là cái gì lão tổ đã từng hướng bọn hắn biểu hiện ra qua đây có lẽ là linh miểu viên bên trong lớn nhất tạo hóa có thể là chân chính tiên dược tống ra người động trước nhất bọn hắn phân ra mấy người ngăn lại những người khác phòng bị bọn hắn tranh đoạt mà tống mục tắc xông lên phía trước liền muốn ngắt lấy tiên dược người dám dừng tay những người khác lập tức không làm mười mấy thanh linh khí đồng thời bay tới trong đó thậm chí còn có mấy món pháp bảo vì tranh đoạt tiên dược bọn hắn trực tiếp tế ra mình át chủ bài Bỗng nhiên, tiên dược giống như là bị kinh sợ đồng dạng, thân thân lay động, là cây rầm rầm run rẩy sau đó trơn một cái, biến mất khỏi chỗ cũ. Nơi xa Diệp An thấy cảnh này, miệng cũng ngót ra. Tiên dược chạy mất, đáng chết, tống mục sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thật vất vả truy tung đến tiên dược, không nghĩ tới bị những người này hù chạy. Huyền Lâm Ngọc Hoa trước đó mấy lần có cảm ứng, nhưng là lại đều thất bại chính là nguyên nhân này. Tiên dược cùng Linh Tuyền là biết di động, cũng không phải là cầm dễ tại một nơi nào đó cũng chính là bởi vì cái này mới nói rõ tiên dược thần kỳ cùng linh dị tiên dược biến mất về sau đám người động tác cũng không hẹn mà cùng ngừng lại tiên dược trái đây nó còn biết trai không hổ là tiên dược lại có mình ý thức mau đuổi theo những người khác giải tán lập tức tống ra cả đám sắc mặt đều rất thu ám mắt thấy liền muốn tới tay đám người đi về sau tống mục đảo mắt một tuần sau đó lấy ra huyền lâm ngọc hoa ngọc hoa không có bất kỳ cái gì phản ứng tiên dược không rõ trốn đi chỗ nào đã không cảm ứng được sắc mặt hàn tái nhợt đáng chết kém chút liền đến tay. Sau đó thở dài một hơi, nói, đi thôi, đi bốn phía nhìn xem. Nơi xa, thấy cảnh này Diệp An đờ ra một lúc, góc kia huyền lâm ngọc hoa, vì cái gì nhìn có chút quen mắt. Chờ tống ra sau khi rời đi, Diệp An mới từ tại chỗ đi tới. Tiên dược, ngọc hoa cùng tiên dược giữa có quan hệ sao? Ngay sau đó hắn nghĩ tới một chuyện khác, huyền lâm ngọc hoa là nữ ma đầu để hắn bồi dưỡng nhưng là bây giờ lại xuất hiện ở tống gia trên tay đây là vì cái gì bọn hắn từ nữ mà đầu nơi đó cướp tới diệp ban rất nhanh liền phủ định cái suy đoán này lấy nữ ma đầu thần bí cùng cùng đại chắc hẳn tống gia còn không có bản sự này hoặc là đó là tống gia từ nữ ma đầu nơi đó mua diệp ban bỗng nhiên nghi đến một sự kiện cái kia chính là tại tiến vào linh miều viên trước đó từng nghe qua một thanh âm cùng nữ ma đầu có điểm giống t nữ ma đầu là vạn phương thần tông trưởng giáo cái kết luận này vừa ra diệp ban kém chút cắn rơi mình đầu lưỡi hắn suy đoán nữ ma đầu là thần tông một vị nào đó trưởng lão làm thế nào đều không nghĩ đến trưởng giáo trên người nhớ lại trước đó đủ loại chi tiết hắn càng phát ra cảm thấy cái kết luận này tán thành là đúng vạn phương thần tông là lần trước linh miểu viên sau khi xuất hiện thành lập được đến có một cái cường giả tuyệt thế quét ngang những người khác thống ngựa phiến khu vực này rất phù hợp nữ ma đầu diễn xuất a nhưng là vừa nghĩ tới nữ ma đầu ngồi ở trên người hắn thì phát ra âm thanh hắn nhịn không được có chút đỏ mặt rất khó đem hai người liên tưởng cùng một chỗ cho nên nói tống gia gốc kia huyền lâm ngọc hoa đó là nữ ma đầu từ ta đây cầm đi cho bọn hắn hoặc là tống gia trả giá đắt mua như vậy nữ ma đầu làm như vậy nguyên nhân đâu Nàng cũng muốn gốc kia tiên dược. Diệp An trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, như thế tiên dược, đoán chừng Nguyên Anh thậm chí là hóa thần kỳ tu sĩ đều sẽ tâm động. Với lại nữ ma đầu lúc ấy từ hẳn đây cầm đi 10 cây huyền lâm ngọc hoa, cái khác ngọc hoa đi nơi nào? Có thể hay không cùng tổng ra đồng dạng, bị những tông môn khác cầm tới? Cái suy đoán này vừa ra, Diệp An hai mắt tỏa sáng. Nữ ma đầu đây là hy vọng thế cục càng ngày càng loạn, đến nước cuối càng đủ càng tốt. Dù sao nàng được cho lẻ loi một mình, tông môn những ngọn núi chính khác phía sau đều có những tông môn khác, căn bản sẽ không hiệu lực tại thần tông. Đá dạng này, không thể nói trước ta cũng muốn xuất thủ. Nữ ma đầu mặc dù tàn phá hắn rất nhiều lần, nhưng dù sao cũng là cho tiền chơi gái, không đúng, thủ lao, bất luận là công pháp vẫn là bí thuật vẫn là linh khí thần thông, đều là cao cấp nhất. Liên xong cái này, Diệp An cũng không thể ngồi yên không lì đến. Tôi rời trở đi, nữ ma đầu để ta tới thủ hộ hắn hùng tâm bạn trưởng hét dài một tiếng hóa thành lưu quang từ nơi này biến mất tiên dược hắn chắc chắn phải có được si đều lưu không được oanh oanh tiếng nổ mạnh bỗng nhiên từ phía trước truyền đến diệp an quay đầu nhìn thấy bên tay trái bên ngoài trăm trượng có từng đoàn từng đoàn ánh lửa xuất hiện còn kèm theo thiểm điện có người ở nơi đó chiến đấu tạo thành rất lớn thanh thế tiên dược tại cái kia hắn trong lòng hơi động sau đó hướng bên kia bay đi đi vào một cây đại thụ đằng sau hắn thu liễm khí tức hướng bên kia nhìn lại Tích xác là có người tại đầu pháp, nhưng lại không thấy được tiên dược tung tích. Một người trong đó là cái thiếu nữ, nhìn lên đến chỉ có 16-17 tuổi, dung mạo non nớt, tướng mạo luôn vui vẻ, con mắt rất lớn, mang trên mặt điểm hải nghi mập, tu vi chỉ có chúc cơ trung kỳ. Tại đối diện nàng là một cái thiên cơ môn người, thao tùng mấy cái khô lỗi, điên cuồng công kích tới thiếu nữ. Là hán vị kia thiên cơ môn người, rõ ràng là trước đó tự bạo một cái khô lỗi sau đó đào tổ người kia. Hắn chúc cơ hậu kỳ tu vi, thế mà sống đến nay. Hà không biết giờ phút này Lâm Vĩnh Trạch phiền muộn lại biệt khuất, căn bản không phải hắn chủ động xuất thủ, mà là trước mặt tiểu ni tử này. Đã động thủ, hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, cũng sẽ không thương hoa tiết ngọc trực tiếp hạ sát thủ, nhưng là đối phương lại khó chơi vô cùng, đánh nửa ngày hắn đều không cầm xuống. Diệp An nhìn một hồi, biểu lộ chậm rãi trở nên ngốc trệ, cái tiểu nha đầu kia trên tay phù lục giống như là dùng không hết, ném một cái đó là thật nhiều chương, to lớn hỏa cầu, cùng bạo thiểm điện, còn có nặng ngàn cân tảng đá, lít nha lít nhít, đầy trời đều là một đường đốm lửa mang thiểm điện đối cái kia mấy cái khôi lôi đó là của anh loạn tạc con ta linh dược tiểu nha đầu tức giận kêu quay hàm đều chống đứng lên một cái trúc cơ trung kỳ lại đánh cho trúc cơ hậu kỳ đều biệt khuất vô cùng phiền muộn cơ hồ thổ huyết từ đầu đến giờ nói ít cũng dùng mấy trăm tấm phù lục còn tại ra bên ngoài móc banh rốt cục lâm vĩnh trạch một cái khôi lỗi không kiên trì nổi tại mười mấy cái hỏa cầu công kích đến trực tiếp nổ tung đây để hắn thịt đau cơ hồ nhỏ máu không ngừng 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 ta trả lại ngươi còn không được sao lâm vĩnh trạch vội vàng kêu rừng, rốt cục nhận thua nắm lỗ mũi ném ra mấy chục gốc linh dược tiểu nha đầu lập tức lộ ra tiểu dung vui vẻ đem linh dược cất vào đến đây còn tạm được lâm vĩnh trạch muốn bao nhiêu phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn thu hồi mình khôi lỗi quay người rời đi lâm vĩnh trạch rời đi không bao xa liền bị một thân ảnh ngăn cản đường đi người là ai nhìn trước mắt người xa lạ vốn là tâm tình không tốt lâm vĩnh trạch mất lộ ra sát cơ diệp phun ra ba chữ diệp Giá thiên Lâm Vĩnh Trạch nhíu mày, xác định mình chưa từng nghe qua, không nhận ra cái này người. Người muốn giết ta, ra, không tệ, lần trước không thể giết chết hắn, để hắn chạy trốn, lần này sẽ không cho hắn cơ hội. Muốn chết, Lâm Vĩnh Trạch ảnh mắt phát lạnh, mấy cái khô lôi đã xuất hiện ở bên người. Diệp An không có ý định bại lộ mình, cho nên vô dụng khổ lỗi, cũng vô dụng linh kiếm, tâm niệm vừa động, một mai hiện ra kim quang hạt châu xuất hiện ở đỉnh đầu. Cô bảo, cảm nhận được cái kia cộ thầm bất khả chắc uy năng, Lâm Vĩnh Trạch biến sắc không có chút gì do dự hắn trực tiếp sử dụng mình át chủ bài tế ra một kiện pháp bảo đó là một cái màu tím lưu đồng phía trên khắc lấy bát quái đầu án bên trong thiếu đốt lên hưng hực liệt họa, còn nóng bỏng khí tức đang tràn ngập diệp an khống chế bảo châu một mảnh kim quang bộc phát ra lập tức trọng lực lĩnh vực xuất hiện oanh toàn bộ hư không đều run rẩy một cái giống như là có vô hình đại sơn đập xuống lâm vĩnh trạch kêu lên một tiếng đau đớn thân thể đều là trầm xuống sắc mặt trở nên vặn vẹo mấy cái khôi lỗi càng là kém chút rơi xuống cắn răng mới miễn cưỡng khống chế lại ngay sau đó hắn trong mắt xuất hiện một mảnh ngân quang cái gì đều nhìn không thấy liền ngay cả thần thức cũng là như thế nhìn thấy là một mảnh trắng lóa diệp an tế ra huyền quang kính lâm vĩnh trạch nội tâm chấn động đây người đến cùng là ai hắn rất xác định mình không nhận ra nhưng là trên thân lại có như vậy nhiều bảo bối tuyệt đối không phải người bình thường ngay tại diệp an chuẩn bị xuống sát thủ thời khắc hắn thân thể bỗng nhiên cứng đờ chuyện gì xảy ra diệp an nghi ngờ không thôi giống như là bị người khống chế tứ chi hoàn toàn cứng ngắc đầu đều không chuyển động được nữa đây để hắn trong lòng hoảng sợ một trận sợ hãi hắn điên cùng vận chuyển huyền ngọc chân kinh thể nội pháp lực bảo dũng tu vi toàn diện bạo phát nhưng lại làm sao đều dễ dụa mà không thoát bị hoàn toàn khống chế loại cảm giác này để hắn tuyệt vọng đồng thời cảm thấy không thể tưởng tượng được đây chính là tại linh miểu viên bên trong tu vi cao nhất mới là trúc cơ đỉnh phong ai có thể ảnh hưởng đến hắn không phải là chúng độc tê liệt loại hình độc dược thiên cơ môn ngoại trừ am hiểu khôi lỗi bên ngoài độc thuật cũng không thể khinh thường vạn ngọc xương huyết trận độc đó là tốt nhất chứng minh đối diện lâm vĩnh trạch mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng thấy diệp an công kích không có rơi xuống đến hắn bắt lấy khe hở thu hồi mình pháp bảo cùng khung lỗi lập tức rời đi cái này nhân thân bên trên có cổ bảo cùng pháp bảo hắn không phải là đối thủ chờ lâm vĩnh trạch rời đi diệp an mới khôi phục hành động hắn giật giật mình tứ chi xác nhận biến bình thường nhưng là hắn sắc mặt cũng rất khó coi, mới vô loại tràng cảnh đó quá quỷ dị, có loại chúng độc hòa đá cảm giác toàn bộ thân thể đều không động được, lại như là bị người khống chế, biến thành đế tuyến con rối. Lúc này ở xa xôi thiên cơ môn, cái nào đó trong mật thất, khủ phụ phụ, một cái già nua âm thanh ho khan, giống như là muốn đem phổi đều ho ra đến. Hắn nhìn trước mặt mình bàn cờ, mười mấy cái quân cờ phân bố tại từng cái địa phương, có mấy cái quân cờ nhìn lên đến rất tập trung, kém chút liền tao ngộ phản phệ, không phải là bởi vì quân cờ tại linh miểu viên bên trong sao? hắn thì tháo lên tiếng sau đó nói hiện tại cũng không phải quân cờ tự giết lẫn nhau thời điểm a uy người mới vừa vì cái gì thả hắn đi diệp an bên cạnh vang lên một cái nhẹ nhàng âm thanh hắn quay đầu nhìn lại liên thấy cái kia có vẻ như vị thành niên thiếu nữ đứng ở bên cạnh mắt to chớp chớp hiếu kỳ đánh giá hắn diệp an thu hồi bảo bối thản nhiên nói thời cơ chưa tới mệnh số cho phép thiếu nữ ngẩn ngơ trên nó kém chút tắt ra mấy cái dấu hỏi người là thái nhất môn người à diệp an lườm nào một chút thiếu nữ nhảy nhảy mắt ta nhìn lên đến như vậy rõ ràng sao ngươi còn kém đen thái nhất môn bà chữ viết lên mặt diệp an đậu đen rau múa một tiếng ngoại trừ cái kia tông môn bên ngoài nhà ai đem phủ chuyện làm hạt đậu ra bên ngoài vu nga à? thiếu nữ lúc này nói ra ngươi hạt châu kia nhìn lên đến không tệ bán cho ta thế nào nàng đối với thiên hoàng chính khí cho còn thấy rất hứng thú không bán diệp an một ngụm bác bỏ có thể thương lượng một chút nha ta trên thân cũng có đồ tốt ngươi nhìn nói xong nàng liền móc ra một nắm lớn linh dược diệp an liếc mắt mấy lần thu hoạch còn không ít sao thấy hắn không động tâm thiếu nữ lại từ nhẫn chữ vật bắt lấy một đống đồ vật ta dùng phù lục đổi với ngươi đây ngươi muốn cái gì ta chỗ này có rất nhiều cấp hai phù lục cấp ba cũng có ngươi nhìn tấm này cái này gọi thái dương phù bên trong phong ấn một tia thái dương tinh hỏa còn có cái này đây là phù bảo cái này gọi vạn kiếm phù trong né mắt liền có thể phóng thích ngàn vạn kiếm khí có thể so với kim đan kỳ một kích toàn lực diệp an nghe được có chút miệng đắng lưỡi khô trái tim đập bịch bịch lại là một cái tiểu phú bà cấp ba phù lục đều như vậy nhiều hắn cố nén ăn cướp xúc động nói ra ngươi vẫn là nhận lấy đi ta đều không cần các ba phủ lục người cũng không muốn sao thiếu nữ con mắt chừng cực kỳ đại không cần ta đi nói xong diệp an quay người rời đi hắn sợ mình lại ở lại một hồi liền muốn nhị không được động thủ nhìn thấy hắn thân ảnh biến mất thiếu nữ mới thu hồi phù lục cô thì thầm một tiếng thế mà không tâm động nếu là hắn nhịn không được động thủ ta liền có thể quang minh chính đại ăn cướp hắn đáng tiếc ai ta vẫn là quá thiện lương nói xong nàng hơi có vẻ tăng thương thở dài một hơi cảm thấy mình thật sự là cái không thấy nhiều người tốt rời đi tiểu phú ba về sau diệp ban lại tại linh miểu viên dù đáng trên đường đi phát hiện mấy khối đã bị mở ra rực điền đem bên trong linh thổ toàn bộ hấp thu bảo châu nội bộ phản ứng kịch liệt sôi trào khắc trốn vô số cát vàng đang đụng kích đang ngưng tụ trung tâm nhất khối kia ngưng tụ ra thể rắn trở nên càng lúc càng lớn giống như là một khối nhỏ tảng đá giết nàng mau ra tay phía trước lần nữa truyền đến chiến đấu ba động lại có người tại đấu pháp Diệp An thu liễm khí tức bay đi, lại thấy được một cái quen thuộc bóng người. Vạn Ngọc xương. nàng lúc này đang bị người vây công, xuất thủ là mấy cái ám ảnh giáo người. Từng đạo hắc ảnh trong hư không biến áo, hành tung quỷ bí, không phân do đến cùng có mấy người. Diệp An không có chút gì do dự, trực tiếp tế lên thiên hoàng chính khí châu đập tới. Ám ảnh giáo người rất nhanh kịp phản ứng, một người trong đó lập tức quay người, một thanh màu đen dao găm bay tới, cùng bảo châu đụng vào nhau, răng rắc. Dao găm bay ngược mà quay về, phía trên trực tiếp đã nứt ra một vết nứt làm sao có thể có thể người xuất thủ sắc mặt đại biến là cổ bảo coi chừng vạn ảnh phiên người cầm đầu hét lớn một tiếng sau lưng xuất hiện một mặt đen kịt đại cờ có xí pháp phổi giữa vô số đạo hắc ảnh từ bên trong bay ra lít nhà lít nhít như là ác quỷ đồng dạng trong nẻ mắt liền đem nơi này che mất xung quanh trăm trượng bên trong đều lâm vào một vùng tăm tối cái gì đều nhìn không thấy liền ngay cả thần thức đều hứng chịu tới ảnh hưởng bị triệt để phong bế bài trận hắc ám bên trong truyền tới một âm thanh ám ảnh giáo mấy người đồng thời hành động đem Diệp An cùng Vạn Ngọc Sương vây ở bên trong. Vạn Ngọc Sương nhìn cái này có chút lạ lẫm người, nếm thử tính truyền âm. Diệp An, là ta, ám ảnh giáo đã tiến vào linh miểu viên, tự nhiên không có khả năng không nắm chắc bài. Vạn ánh phiên đó là bọn hắn trọng bảo một trong, không biết như thế nào luyện chế mà thành, tạo thành một cái hoàn toàn phong bế hắc ám không gian. Bang có thể cảm giác được xung quanh có từng đạo cái bóng bay tới bay lui, nhưng bất luận hắn như thế nào công kích, đều không có hiệu quả, nhưng cái bóng này cũng không có thực thể. Hắn tế ra bảo châu, tại hai người xung quanh tạo thành một cái trọng lực lĩnh vực. Của nhiên, có cái thân ảnh cả đã mò tới bên cạnh bọn họ, bọn hắn hoàn toàn không có phát giác, giờ khắc này ở trọng lực lĩnh vực phía dưới trong nháy mắt bại lộ. Vạn Ngọc Sương cơ hồ tại đồng thời xuất thủ, trong tay pháp bảo đánh qua, nhưng là pháp bảo lại rơi giống, từ đạo thân ảnh kia bên trên xuyên qua, cũng không có tạo thành tổn thương rất rõ ràng đó cũng không phải thực thể bọn hắn thân thể có thể cùng những cái bóng này trao đổi vạn ngọc sương nhanh chóng làm ra phán đoán diệp an cảm thấy khó chơi xung quanh cái bóng lít nha lít nhít ý vị này ám ảnh giáo người bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện tại bất luận cái gì một hình bóng trên thân muốn bài trừ những cái bóng này tốt nhất biện pháp đó là ánh sáng diệp an tâm niệm vừa động huyền quang kính đã xuất hiện ở đỉnh đầu suy huyền quang kính bộc phát ra sáng chói quang mang một mảng lớn ngân quang quét sạch mà ra như là màu bạc thủy triều hướng xung quanh mãnh liệt mà đi Phạm là bị ngân quang chiếu dọi địa phương cái bóng trong né mắt tan thành mây khói giống như là bông tuyết gặp ảnh nắng bị hoàn mỹ khắc chế ám ảnh giáo nguyên thất kinh không nghĩ tới diệp an trên thân còn có loại này chuyên môn khắc chế bọn hắn pháp bảo đổi trận trong bóng tối mấy cái thân ảnh cùng một chỗ động bọn hắn phân bố tại các ngõ ngách sau đó bắt đầu chuyển hoán trận pháp vô số hắc ảnh bay lượn sau đó ngưng tụ cùng một chỗ giống như là đen kịt một màu đại mạc đem nơi này hoàn toàn che đậy Hắc ám bên trong, hai cái to lớn tay cầm xuất hiện, sau đó hợp lại cùng nhau, đen thiên hoàng chính khí châu cùng huyền quang kinh đóng gói tại bên trong, tạo thành một cái đặc biệt phong ấn. Diệp An sắc mặt hơi đổi một chút, cảm giác mình đối với hai món bảo vật này khống chế đã mất đi, bọn chúng tựa hồ bị ngăn cách tại một địa phương khác, tạm thời cùng hắn mất liên lạc. "Để cho ta tới." Nhưng vào lúc này, Vạn Ngọc Sương mở miệng, nàng đứng ở Diệp An phía trước, sau đó trong tay xuất hiện một vòng kim quang, đem dán tại trên người mình. Diệp An nhìn thấy đó là một tấm màu vàng phù lục một trận lóa mắt kim quang bạo phát băng bạc khí tức từ vạn ngọc xương trên thân phun trào năng thân ảnh trở nên cao lớn vô cùng mặc vào hoàng kim chiến giáp uy nghiêm như thiên thần đây quen thuộc thân ảnh để diệp an kém chút cắn rơi đầu lưỡi đây không phải liền là trước đó xuất hiện kim giáp cự nhân sao vạn ngọc xương thế mà biến thành bọn hắn bộ dáng ám ảnh giáo người đồng dạng bị kinh đến kim giáp cự nhân cường đại bọn hắn là thể nghiệm qua không nghĩ tới vạn ngọc xương lại có thể biến thành như thế vạn ngọc xương tế lên mình tam bảo như ý tám giác quang mang bạo phát Ngọc Như Ý trở nên to lớn vô cùng, sau đó trực tiếp đập xuống. Oanh, to lớn tiếng nổ vang lên, một kích này có khai sơn liệt địa chi uy, sáng chói quang mang dưới, vô số cây bóng nhanh chóng tan rã. Phốc, hắc ám bên trong, ám ảnh giáo người phun ra máu tươi, tiếp nhận lớn lao tổn thương. Rút có một thanh âm vang lên. Vạn Ngọc Sương lúc này bảo phát đi ra thực lực, tuyệt đối là kim đan cấp đừng, không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Vừa dứt lời dưới, Vạn Ngọc Sương lại tế ra một kiện pháp bảo đó là tử kim trùy là diệp an cho nàng vạn ngọc sương cũng không có xử lý sạch mà là mình lưu lại oanh chiến trùy trở nên to lớn vô cùng một trùy rơi xuống vô số đạo tử sắc điện quang hiện lên như điện xà cùng vũ để tòa trận pháp này đều tại kịch liệt lay động sụp ra một góc đi người cầm đầu rốt cục ra lệnh bọn hắn tế lên vạn ảnh phiên đem mấy người thân ảnh bao ở trong đó sau đó hóa thành một cái bóng từ nơi này biến mất trong trước mắt đã không thể tăm hơi vạn ngọc xương thu hồi dán tại trên thân phù lục biến trở về nguyên dạng Diệp An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trước đó những cái kia kim giác cự nhân sẽ không phải cũng là loại bùa chú này biến á. Vạn Ngọc Sương lắc đầu, không phải, bọn chúng là một loại đặc thù khôi lỗi. Khôi lỗi, Diệp An hả to miệng, khôi lỗi cũng có thể mình hành động. Mấy cái kia kim giác cự nhân là canh cổng, cơ bản cùng nô bộc hạ nhân đồng dạng, là cái kia phiến thiên cung tầng dưới chót nhất tồn tại. Vạn Ngọc Sương mở miệng nói ra, nô bộc, hạ nhân. Diệp An hả to miệng, dùng có thể so với kim đan kỳ làm hạ nhân, đây rốt cuộc là cái gì thế lực? lại nói, ngươi là làm sao đi vào? Hắn rất ngạc nhiên cái này. Vạn Ngọc Sương nhớ lại một cái, ta vốn là muốn đi tìm các người tụ hợp, nhưng là bay không bao lâu, liền thấy khu tiên cung đó, sau đó thử một cái, không nghĩ tới liền thật tiến vào. Ngươi ở bên trong nhìn thấy cái gì? Có tiên hay không nữa? Diệp An ánh mắt chiếu lấp lánh, Vạn Ngọc Sương ném cho hắn một cái liếc mắt. Bên trong không ai, với lại ta tiến vào chỉ là bên trong một cái cung điện, nơi đó hẳn là luyện đan địa phương. Luyện đan địa phương? Diệp An lầm bầm một tiếng, là linh biểu viên bên trong trồng lấy linh dược ta có linh dược Linh khẳng định sẽ có luyện đan địa phương đáng tiếc bên trong giống tuếch ta tìm một vòng cũng cái gì đều không tìm tới một người sống đều không nhìn thấy chỉ có những cái kia giữa cửa kim giác cự nhân vạn ngọc sương rất là tiếc nuối không không ai diệp an nhảy nhảy mắt như thế mênh mông tiên cung dung nạp một trăm vạn người đều không tại nói dưới thế mà lại không ai ta từ bên trong sau khi ra ngoài lại đi địa phương khác nhìn một chút nhưng tương tự không ai cũng chỉ tìm được mấy tấm dạng này phù lục Vạn Ngọc Sương làm ra suy đoán, ta cảm giác nơi đó hẳn là xảy ra chuyện gì to lớn biến cố, cho nên mới biến thành một tòa thành không. Ta nhìn thấy tiên cung trung tâm nhất nơi đó, rất nhiều cung điện đều sụp đổ, có một cái rất đáng sợ đại động, tựa như là toàn bộ tiên cung bị người đánh xuyên qua đồng dạng. Diệp An mở to hai mắt, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi như thế mênh mông trắng lệ địa phương thế mà bị người đánh xuyên qua cái nhân tài nào có thể làm được một bước này nghĩ đến trước đó khu tiên cung đó đối với hắn như có như không kêu gọi diệp ban bỗng nhiên có chút run rẩy thật giống như tối tăm bên trong có cái gì nhân của rơi vào trên người mình đúng ta tại luyện đan địa phương ngược lại là tìm được mấy cái đan lô cho người một cái a à. nói xong vạn ngọc sương từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái đan lô diệp ban vừa nhìn thấy cũng cảm giác thứ này không phải phàm phẩm ngưng tụ một cỗ nhàn nhạt, nhạt siêu phàm khí tức so với chính mình mạnh không rõ bao nhiêu không hổ là tiên cung mới có đồ vật đây phẩm chất cảm giác so pháp bảo còn cao hắn đen đan lô cất vào đến vạn ngọc sương liếc hắn một cái nói đây chỉ là bọn hắn lưu lại không cần diệp an đây có thể quá đà kích người người khác không cần rác sưởi đều là phàm giới bảo bối đi thôi chúng ta đi tìm tiên dược nói xong vạn ngọc sương lấy ra một gốc linh dược diệp an hắn nhảy nháy mắt xác nhận mình không nhìn lầm đây cũng là một gốc huyền lâm ngọc hoa với lại cũng là từ trong tay hắn chảy ra đi nữ ma đầu thật đúng là đem huyền lâm ngọc hoa cho khác biệt tông môn à diệp bàn xác định mình suy đoán nữ ma đầu đó là hy vọng thế cục càng ngày càng loạn hy vọng các đại môn phải tranh đoạt càng hung ác càng tốt khuế miệng của hắn giật giật nghĩ đến muốn hay không nhắc nhở vạn ngọc sương một cái nhưng là nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy tính thế là hắn giả bộ như tùy ý hỏi đây là cái gì huyền lâm ngọc hoa vạn ngọc sương liếc mắt nhìn hắn Chứ ngươi không phải nhìn qua nó mầm non sao mầm non là nhìn qua nhưng là thành thục sao lại là chưa có xem diệp ăn mặt không đổi sắc ngươi đây là từ bách bảo lâu được đến sao các ngươi bách bảo lâu cũng quá giàu có vạn ngọc sương không có giải thích người xuất gia thử này chẳng lẽ cùng tiên dược có quan hệ gì diệp an lại hỏi vạn ngọc sương trầm ngâm một chút vẫn là quyết định nói rõ sự thật Khuyền lâm ngọc hoa là tiên dược bạn sinh chi dược dựa vào nó có thể tìm tới tiên dược bạn sinh chi dược diệp an con người co vào khó trách trước đó tống ra là dựa vào lấy cái này tìm tới tiên dược bởi vì bọn chúng cơ hồ tương đương với một thể diệp an hiện tại đã có thể xác định nữ ma đầu mùa đó là tiên dược hiện tại đã thấy hai gốc huyền lâm ngọc hoa không rõ còn lại tám cây đều ở nơi nào muốn từ các đại tông môn trên tay cướp đoạt tiên dược khó như lên trời diệp ban cũng cảm giác áp lực rất lớn hiện tại chỉ có thể để bọn hắn trước bên trong hao tổn đứng lên chờ cuối cùng lại ra tay hai người đồng loạt xuất phát đi đến linh miểu viên địa phương khác lúc này linh miểu viên lộ ra có chút hài hòa cơ hồ tất cả mọi người đều đang đuổi tìm tiên dược tung tích dù cho nhìn thấy người khác cũng không có xuất thủ liền ngay cả dược điền đối bọn hắn đến nói đều không quá lớn lực hút một lòng đều đặt ở tiên dược phía trên. Linh miểu viên bên trong không có thái dương, cho nên không rõ đi qua bao lâu. Diệp Ban cùng vạn ngọc xương ở bên trong bay tới bay lui, trên đường cũng gặp phải những người khác, cũng tìm được mấy cái vạn ra phân tán ra đến người, tụ hợp ở cùng nhau. Diệp Ban lúc này đã lấy xuống mặt nạ, khôi phục chân dung, cũng khôi phục chút cơ sơ kỳ tu vi. Theo thời gian trôi qua, bị tìm kiếm qua địa phương càng ngày càng nhiều, còn lại địa phương tắc càng ngày càng thiếu. Mà tiên dược, cực lớn khả năng ngay tại những này không có đi tìm địa phương. Phạm vi thu nhỏ về sau, gặp phải những người khác xác suất liền lớn rất nhiều. Diệp An mấy người phát hiện hai cái trước đó chưa bao giờ thấy qua người, bọn hắn đang tại bài trừ một cái rực điên cấm chế. Bọn họ là ai? Chưa thấy qua, tốt lạ mặt, trước đó chưa bao giờ gặp. Xem bọn hắn phục sức, tựa như là thương vũ phong đệ tử. Đích xác, trước mắt hai người này là thương vũ phong đệ tử. Bên trong một cái người Diệp An còn cảm giác có chút quen thuộc, tin tòi một cái cổ láo ký ức về sau, hắn liền muốn lên, mình nhập môn thời điểm gặp qua đối phương, bây giờ đã qua mấy thập niên diệp ban không khỏi nhìn nhiều bọn hắn hai mắt bởi vì vạn ngọc sương nói qua thường vũ phong trước đó gọi thường vũ môn vốn là bên trong dãy núi này duy nhất môn phái linh miều viên phủ súng thời giờ trước hết nhất thực lợi là bọn hắn chỉ tiết thực lực bọn hắn không đủ trong môn duy nhất kim đan lão tổ cũng bỏ mình hai người kia rất trầm mặc cách rất xa liền đối bọn hắn đám người này thì lễ một cái một bộ có chút sợ hãi bộ dáng đi thôi vạn ngọc sương không có làm khó bọn hắn cũng không có để mắt tới khối này dựng điền Thương Vũ Phong hai người đứng tại chỗ, một người trong đó còn mắt nhìn chằm chằm vào, thẳng đến nhìn không thấy bọn hắn, mới rốt cục thu hồi ánh mắt. Rời đi nơi này về sau, Diệp An một đoàn người rốt cục đụng phải vạn gia còn thừa mấy người. Tin tức xấu là, Lăng gia Lăng Tổ Nam không có tránh thoát kim giác cự nhân truy sát ta vẫn lạc. Vạn gia cùng Lăng gia lúc đi vào hết thầy 13 người, hiện tại chỉ còn lại có 8 người, hết thầy chết 5 người. Đây để tâm tình mấy người đều có chút xa sút nhưng đây chính là tu tiên giới tàn khốc, nhất là tranh đoạt bậc này cơ duyên và tạo hóa thì vẫn lạc là không thể bình thường hơn được sự tình một nhóm chín người bay ở cùng một chỗ đây là một cái rất có lực uy hiếp trang cảnh dù sao tuyệt đại đa số tông môn đều không nhiều người như vậy oanh phía trước chuyển đến chiến đấu ba động mấy người tinh thần chấn động vội vàng bay đi khi bọn hắn lại tới đây thì phát hiện nơi này đã tụ tập không ít người lại là tống gia người vạn ngọc xương ánh mắt băng lãnh lúc này tống gia đang tại đối với một cái khác nhóm người xuất thủ đánh cho khi thế ngất trời Nhóm người kia từng cái mặc đạo bào, lan đạo sĩ cách ăn mặc, chỗ đứng kỳ lạ, trong mơ hồ tựa hồ tạo thành một cái trận pháp. Các người nhìn, Lăng Tiểu An bỗng nhiên chỉ vào một chỗ hô, đám người lần theo hắn chỉ hướng nhìn lại, chỉ thấy tại mấy cái đạo sĩ ở giữa, có một con suối tại cốt cốt dâng trào, dâm dâm chảy xuôi. Lênh Tuyền, nhìn thấy cái này, trước mắt mọi người đều là sáng lên, hẳn là tiên dược ở chỗ này, nhưng là mấy cái kia đạo sĩ che lấp rất chết, với lại bày ra trận pháp, đem nơi đó bao phủ đứng lên. Cẩn thận, bọn hắn là Ngọc Hư cung người. Vạn Ngọc Sương lúc này đề điểm một câu. Ngọc Hư Cung, đến từ Du Châu Bắc Bộ Hạ Châu, khoảng cách hai châu biên cảnh không xa, lúc ấy vừa lúc có một tên kim đan chân nhân mang theo đệ tử ở chỗ này du lịch, đụng phải linh miểu viên hàng thế. Thế là, bọn hắn giành được tiền cơ, tiến nhập linh miểu viên, đồng thời đạt được một chút ngọc bài. Vạn phương thần tông bên trên hư phong, đứng sau lưng đó là bọn hắn. Từ khi sau khi đi vào, Diệp An liền không có nhìn thấy qua Ngọc Hư Cung người. Không nghĩ tới bọn hắn vô thanh vô tức, thế mà dẫn đầu tìm tới tiên dược, với lại bày ra trận pháp, đem tiên dược vây ở bên trong. Tống ra người thấy là vạn ngọc xương một đoàn người bay tới, vội vàng nói. Vạn trưởng lão, trước cùng một chỗ phá vỡ trận pháp, đến lúc đó mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt như thế nào? Ngọc hư cung một người lúc này mở miệng nói ra, phá vỡ trận pháp lại như thế nào? Đến lúc đó tiên dược đào tẩu, các người cũng đừng hòng đạt được. Tiên dược là có ý thức, gặp phải nguy hiểm thì liền sẽ bỏ chạy, nếu là chi thối trận pháp, tiên dược tuyệt đối sẽ trong ngày mắt biến mất chẳng lẽ lại muốn nhìn lấy các người đánh cắp tiên dược tống ngạn một mặt cười lạnh ngọc hư cung người từ tốn nói thiên địa bảo vật năng giả cư chi chúng ta đã khốn trụ tiên dược tự nhiên là chúng ta buồn cười hoang đường tống ra người lộ ra vẻ khinh bỉ những đạo sĩ này của nhiên đều là chút ra về đạo mạo thế hệ tống mục lúc này lại lần nữa nhìn về phía vạn ngọc sương vạn trưởng lão cân nhắc như thế nào vạn ngọc sương từ tổn nói ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp khác trưởng lão thỉnh giảng đem cái này trận pháp giao cho chúng ta chúng ta mỗi một phương đều khống chế một bộ phận dạng này cũng không sợ tiên dự bỏ chạy cũng có thể có tranh đoạt chi lực như thế nào tống một con mắt lập tức sáng lên Đấy đích xác là cái vẹn cả đôi đường biện pháp điều đó không có khả năng ngọc hư cung người không làm trầm mặt trận pháp này thế nhưng là ta ngọc hư cung bí mật bắt truyền hà có thể giao cho các ngươi không tệ không thể giao cho bọn hắn có bản lĩnh liền đến phá trận ngọc hư cung đệ tử nhao nhao mở miệng làm sao cũng không chịu đem tới tay cơ duyên nhường ra đi theo thời gian trôi qua, những người khác cũng nhao nhao bị hấp dẫn tới. Bởi vì Linh Miểu Viên không có bị tìm kiếm qua địa phương đã không nhiều lắm, cho nên cuối cùng nhất định sẽ hội tụ vào một chỗ. Nhất là nơi này còn tụ tập nhiều người như vậy. Qua, à, Sư Huynh, nơi này thật nhiều người, mau đến xem. Một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, một người dáng rất ngọt ngào thiếu nữ xuất hiện ở nơi này. Thấy được nàng, Diệp An Long mày lập tức phẩy một cái. Ngay sau đó tại thiếu nữ sau lưng, lục tục mau nghe bay tới mấy người, cùng nhau hàng lâm. Bọn hắn là thái nhất môn người vừa nghĩ tới đợi lát nữa treo lên đến phù lục giống không còn tiền giấy trắng đồng dạng bay tới bay lui diệp an liền đau cả đầu nhất là kiến thức qua thiếu nữ trên thân cái kia mấy tầm đáng sợ cấp ba phù lục hắn thì càng đau đầu anh rất náo nhiệt sao thái nhất môn cầm đầu một cái nan tử vừa cười vừa nói thấy được mấy cái người quen vạn kiếm phi tống mục còn có ngọc hư cung mấy cái phong chữ lót đạo sĩ ngọc hư cung ngược lại là có chút thủ đoạn đây cũng là các người cung bên trong cửu cung tòa nguyên trận á. thái nhất môn tiêu trường ca vừa cười vừa nói bị một câu nói thọc ra ngọc hư cung mấy vị đệ tử sắc mặt có chút khó coi ta khuyên mấy vị đạo huynh vẫn là để nhường lối đi như vậy một khối to thịt mỡ cẩn thận cho ăn để bụng à tiêu trường ca nói xong trong tay liền xuất hiện một tấm bùa chú tràn ngập một cỗ nguy hiểm khí tức cấp ba phù lục mọi người ở đây ai trên thân không nắm chắc bài nhưng thái nhất môn át chủ bài tuyệt đối là là người kiên kỵ nhất mấy tấm cấp ba phù lục xuống tới nơi này đều sẽ bị san thành bình địa trong lúc nói chuyện một trận lăng lệ tiếng rít vang lên ngay sau đó mấy đạo sáng trói kiếm quang từ đằng xa bay tới trong vòng mấy cái hít thở đã đến phụ cận mấy đạo thẳng tắp thân ảnh rơi trên mặt đất bọn hắn tất cả đều là một bộ bạch y cong kiếm hạp dáng người thon cao khí chất phi phàm người người đều là nhẹ nhàng mỹ nam tử tiểu ban tử lầm bầm một tiếng thật bựa diệp an ở trong lòng cho hắn giơ ngón tay cái anh hùng sở kiến lực đồng mấy người kia đều là vô cực kiếm tông người bọn hắn cảm thấy kiếm thật không cực hạn có thể vô hạn đột phá, vô hạn biến cường, cho nên tại Vạn Phương Thần Tông chủ phong cũng tên là Thông Thiên Phong. Sau đó không bao lâu, ám ảnh rào, thiên cơ môn người cũng lần lượt xuất hiện, còn có một số chỗ ở xung quanh cũng không có tới gần, ví dụ như Thượng Dương Tông hai người, còn có trước đây không lâu gặp phải Thương Vũ Phong hai người. Tiến vào Linh Miểu Viên tuyệt đại bộ phận người, lúc này đều tụ tập tại nơi này. Mấy chục cái trúc cơ hậu kỳ trở lên tu sĩ, dạng này đội hình là xa hoa, để Ngọc Hư Cung cũng cảm thấy áp lực nếu là treo lên đến bọn hắn trận pháp trước mắt liền phá dạng này rằng có cũng không phải biện pháp ba à. tiêu trường ca có chút đau đầu gái gãi cái ót hẳn là các vị thật muốn đánh vỡ trận pháp để tiên dược bỏ chạy. vẫn là cứ như vậy nhìn ngọc hư cung lấy đi tống mục lúc này nói ra mới vừa vạn trưởng lão đã đưa ra giải quyết biện pháp cửu cung tỏa nguyên trận rõ ràng có chính cái trận nhãn vì phòng ngừa tiên dược bỏ chạy chúng ta mỗi một mới có thể khống chế một cái trận nhãn sau đó mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt như thế nào tiêu trường ca vỗ tay mà cười không tệ không tệ cái này biện pháp tốt, vẹn cả đôi đường, ta không có ý kiến. Nói xong, hắn hứng vạn ngọc xương bên này nhìn nhiều mấy lần. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là một vị trưởng lão cấp bậc nhân vật, ta có tu vi kim đan, lại là làm sao tiến vào nơi này. Đợi lát nơi treo lên đến nói, phải cẩn thận nàng, tiêu trường ca trong lòng nghĩ như vậy đến. Liên theo vạn trưởng lão nói tới đi, ta ám ảnh giáo không có ý kiến. Ám ảnh giáo mấy người cười đến có chút âm trầm. Trong đó mấy người chính là trước đó không lâu cùng bọn hắn lên xung đột người ngay sau đó thiên cơ môn người cũng biểu thái bọn hắn chỉ còn lại có cuối cùng bốn người một người trong đó vẫn là đoạn trang người có thể nói là cực thảm đối mặt như vậy nhiều thế lực uy hiếp cùng áp lực ngọc hư cung cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp phong thanh từ mở miệng nói ra tốt tống gia bách bảo lâu thái nhất môn thiên cơ môn ám ảnh giáo vô cực kiếm tông các ngươi có thể riêng phần mình chiếm cứ một cái trận nhãn tiêu trường ca ánh mắt chật lòe cứ như vậy nói ngọc hư cung liền có thể độc chiếm ba cái trận nhãn Thế là hắn mở miệng nói ra, bên cạnh đây không phải còn có những người khác sao? Hắn liếc về phía Thượng Dương Tông, Thương Vũ Phong chờ vụn vặt lẻ tẻ người, liên từ bọn hắn cộng đồng trấn thủ một cái trận nhã na. À. Tống Mục lúc này đâm đầy miệng, ta ám ảnh giáo không có ý kiến. Ám ảnh giáo người cầm đầu cười một tiếng, Thiên Cơ Môn cũng không có ý kiến. Nhìn bọn hắn lại đứng tại trên một đường thẳng, Ngọc Hư cung mấy vị đệ tử thần sắc khó coi, rất rõ ràng, bọn hắn đó là không muốn để cho Ngọc Hư cung nhiều chiếm một cái trận nhãn. Tốt theo ý ngươi nhóm nói, Phong Thanh Tử cắn răng nói ra, Thượng Dương Tông cùng Thương Vũ Phong người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới sẽ ở những người khác thúc đẩy bên dưới hình thành liên minh. Mấy vị nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần, không nhớ được nói cũng đừng trách ta. Phong thanh từ ngữ khí thật không tốt, biểu lộ bất thiện. Tiếp đó, riêng phần mình Tông môn chọn lựa một người, đi khi tấn trận nhãn. Bách bảo lâu bên này thương nghị một phen về sau, cuối cùng quyết định phải ra vạn kiếm phi. Với lại đi qua sau khi thương nghị, mỗi một phương cuối cùng chỉ có thể có ba người tiến vào trong trận tranh đoạt tiên dược. Liên ta cùng Tiểu An, còn có Diệp Á Na. Vạn Ngọc Sương quyết định tranh đoạt danh ngạch. Diệp sư Đệ, Lăng Tử Trần mấy người nhìn thoáng qua Diệp An. Lăng Tiểu An bọn hắn bao nhiêu có thể hiểu được, dù sao gia hỏa này thế chất đặc thù, rất là khẳng đánh. Nhưng là Diệp An. Lăng Tử Tuyên thừa nhận Diệp An khổ lỗi chi thuật rất mạnh, nhưng tu vi dù sao chỉ có chút cơ sơ kỳ. Sương Di, muốn hay không đổi ta bên trên? Lăng Tử Trần cần nhắc một chút mở miệng nói. Không phải ta không tin Diệp sư đệ thực lực, chỉ là đây dù sao cũng là thời khắc mấu chốt. Hắn muốn nói lại thôi, nhưng là ý tứ mọi người đều hiểu. Vạn Ngọc Sương nhìn Diệp An một chút, đại khái chỉ có nàng biết ra hỏa này thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, nàng chưa hẳn đều là đối thủ. Không cần, quyết định như vậy đi. Vạn Kiếm Phi đã tiến nhập cửu cung tỏa nguyên trận, chấp trưởng tân trận nhãn. Sau đó, Vạn Ngọc Sương cùng Diệp An ba người bước vào trận bên trong. Mà Ngọc Hư Cung bởi vì chấp trưởng lấy hai cái trận nhãn, cho nên hết thảy phái ra sáu người. Đây cũng là cái khác mấy cái tông môn thỏa hiệp, không thể bức bách quá ác, như vậy mọi người đều miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Chín cái trận nhãn, cuối cùng hết thảy 27 người tiến nhập trận bên trong. Tu vị thấp nhất là Diệp An, chúc cơ sơ kỳ, sau đó là Lăng Tiểu An, chúc cơ trung kỳ. Tiểu ban từ trường mất Diệp An, đợi lát nữa đừng nắm ta chân sau, đi theo ta vọt thẳng. Diệp An khuấy miệng co giật, gia hoàn này là thuộc xe ta à? còn không đợi đám người động thủ, Tống Múc đột nhiên cười đứng lên, không có ý tứ, lần này tiên dược, ta Tống ra chắc chắn phải có được. Sau đó, hắn lấy một loại tràn ngập ưu thế tuyệt đối tư thái, lấy ra một gốc linh dược, truyền thuyết bên trong Huyền Lâm Ngọc Hoa tại ta chỗ này, các ngươi lấy cái gì cùng ta tranh? ta tống ra mới là thiên mệnh chi tử lấy góc tiên dược thuộc về chúng ta hắn khóe miệng điên cùng dương lên lấy nhìn xuống ánh mắt miệt thị lấy tất cả mọi người hơn mười đôi con mắt đều nhìn chằm chằm hắn mỗi người biểu lộ cũng cũng không giống nhau diệp an trong đám người yên lặng che mặt